quyển 1, những gương tốt xấu xưa nay. Lời khuyên chung. Theo chỗ thường nghe mà luận, trong biển nghiệp mênh mang, không gì khó đoạn trừ hơn sắc dục. Trần thế nhiễu nhương, không gì dễ mắc phải hơn việc tà dâm. Xưa nay những bậc anh hùng cái thế, lấp biển dời non, thường do nơi đây mà bỏ thân mất nước. Bao kẻ tài hoa, lắm lời hay ý đẹp, lại cũng do việc này mà bại hoại danh tiết. Từ xưa đến nay đều như thế. Dù kẻ hiền tài hay người ngu muội vẫn cùng một vết xe đổ ấy mà nối nhau dẫm vào. Huống chi hiện nay, thói đời cao ngạo ngày càng bạo phát, đạo thánh hiền xưa ngày một suy vong. Những kẻ tiểu tâm hèn kém, ngông cuồng, tất nhiên là dễ đam mê nơi lầu hoa gác phấn. Nhưng ngay cả những bậc văn nhân trau dồi trí tuệ cũng không khỏi sa đọa vào chốn phòng the yến thấm. Miệng luôn nói lời kiềm chế dục tình, nhưng lòng nghĩ đến sắc dục ngày càng mãnh liệt. Tai vẫn nghe lời khuyên răn ngừa tính dâm, nhưng ngọn lửa dâm ngày thêm hừng hực. Vừa gặp gái đẹp bên đường, mắt dính chặt ngàn lần không chớp. Thấy bóng hồng thoáng qua trong rèm cửa, lòng miên man trăm mối tơ tình. Hết thảy những điều ấy đều do tâm không sáng suốt, chịu sự chi phối của hình sắc bên ngoài. Thức mê muội bị những cảm tình xúc động nhất thời dẫn dắt. Dung nhan tàn tạ già nua, một khi điểm phấn tô son, liền tưởng như tây thi tái thế. Gái quê thô kệch vụng về, trang điểm vào thêm hương đổi sắc, liền quên ngay hình bóng vợ nhà. Thật không biết rằng, kẻ buông thả theo dục tình thì trời đất khó dung tha, quỷ thần đều phẫn nộ. Có kẻ vì hủy hoại trinh tiết của người khác mà khiến vợ con mình phải chịu nạn đền trả. Lại có kẻ vì làm ô nhục thanh danh người khác mà khiến con cháu mình phải chịu báo ứng. Những phần mộ tuyệt tự không người hương khói chính là những kẻ khi sống khắt khe ngông cuồng bạc bẽo. Cha ông những cô gái lầu xanh phần nhiều đều là những lãng tử dập liễu vùi hoa. Nếu đã từng tạo phúc đáng được giàu sang, nay tà dâm ắt phải bị trời cao đổi mệnh. Nếu sẵn nghiệp xưa đáng được vinh quý, nay tà dâm ắt bản vàng phải bị gạch tên. Kẻ tà dâm thì trong đời này ắt phải chịu những hình phạt như bị đánh bằng roi vọt, gậy gộc, bị hành hạ lao dịch, lưu đày, hoặc thậm chí phải chịu tử hình. Đến khi chết đi lại phải đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, chịu đựng những quả báo khổ sở. Bao nhiêu ân ái ngọt ngào trước đây, đến lúc ấy chẳng còn gì cả. Cái tâm ý hùng hổ mạnh mẽ lao vào việc tà dâm ngày trước, nay còn thấy đâu? Xin trọng khuyên các chàng trai đang tuổi thanh xuân, những bậc văn nhân chí sĩ, tài học vang danh cõi thế, hãy phát khởi tâm giác ngộ sáng suốt, phá trừ sự che chướng của con ma sắc dục xấu ác. Mặt hoa da phấn, nên biết vẫn mang những xương thịt, đầu lâu ô uế, má thắm môi hồng, dưới lớp áo kia cũng chỉ là chín lỗ thường chảy ra những chất nhớp nhơ. Ví như có gặp trang hồng nhan xinh như ngọc, đẹp như hoa, cũng nên khởi tâm nghiêm túc, tưởng đó như chị, như mẹ của mình. Kẻ chưa phạm vào việc tà dâm, phải hết sức cẩn thận đề phòng sự lỗi lầm hoặc thái quá. Người đã phạm lỗi rồi, quan trọng nhất là phải biết quay đầu cải hối. Xin mọi người hãy cùng nhau tiếp nối lưu chuyển văn này, cùng khuyên nhau noi theo chánh đạo, để ai nấy đều đi theo đường sáng, người người đều ra khỏi bến mê. Nếu cho những lời răn nhắc này
chỉ là vu vơ vô nghĩa. Mời xem báo ứng tốt đẹp của họ Mạo dưới đây. Bằng như vẫn lấy việc phong lưu cho là tốt đẹp. Xin hãy nhìn lại vết xe đổ của chàng Kim ngày trước. Mạo Tung Thiếu. Tiên sinh Mạo Tung Thiếu, người huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, vốn tên là Mạo Khởi Tông. Vào năm Kỷ Mùi, tiên sinh dự thi không trúng tuyển, quay về lo việc chú giải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đến câu, thấy vợ người khác xinh đẹp, ông hết sức lưu tâm chú giải ý nghĩa chỗ ấy thật kỹ lưỡng để khuyên răn người. Lúc đó, người trợ giúp việc ghi chép bản thảo cho ông là một thầy giáo được ông mời đến, tên La Hiến Nhạc, có biết việc này. Về sau, La Hiến Nhạc về quê ở Nam Xương, vào tháng Giêng năm Mậu Thìn, thuộc niên hiệu Sùng Trinh. La Hiến Nhạc nằm mộng, thấy một ông lão trang phục ra dáng đạo nhân, có hai thiếu niên theo hầu hai bên. Lão nhân tay cầm một quyển sách, gọi thiếu niên đứng hầu bên trái, bảo đọc lên. La Hiến Nhạc chú ý lắng nghe, nhận ra chính là phần chú giải câu, thấy vợ người khác xinh đẹp, do tiên sinh Mạo Tung Thiếu biên soạn trước đây. Thiếu niên ấy đọc xong, lão nhân nói, đáng thi đỗ lắm. Tiếp đó lại gọi thiếu niên đứng bên phải, bảo làm một bài thơ vịnh. Thiếu niên ấy lập tức đọc thơ rằng, tham lam muốn bẻ quế cung hằng, đâu biết trần lao sắc tức không, thấu rõ thế gian toàn huyễn tướng, bản vàng tên ngọc khắp trời hồng. La Hiến Nhạc tỉnh mộng, tin chắc rằng Mạo tiên sinh sẽ thi đỗ, liền đem giấc mộng ấy kể lại với đứa con trai. Đến kỳ thi năm ấy, quả nhiên Mạo Tung Thiếu đỗ tiến sĩ, sau làm quan thăng đến chức hiến phó. Kim Thánh Thán. Kim Thánh Thán là người Giang Nam, tên là Vị, học rộng biết nhiều, ưa thích tìm hiểu những chuyện khác thường trong đời. Ông có tài văn chương lưu loát hơn người, tự cho là trong thiên hạ không ai hơn mình. Ông soạn ra nhiều sách khiêu dâm, cho đó là cách để biểu hiện sự tài hoa của mình. Các bản văn bình giải truyện Tây Sương, Thủy Hử của ông đều đầy rẫy những chỗ hết sức tục tiểu, dâm uế. Ông lại thường trích dẫn kinh Phật trong văn chương của mình, nhưng giảng giải hoàn toàn sai lệch, khiến không ít người vì không hiểu rõ nên khâm phục văn tài của ông, mang những chuyện ấy lưu truyền khắp nơi. Ông lại soạn ra sách Pháp Hoa Bách Vấn, lấy chỗ nhận hiểu sai lầm của mình mà đo lường ý nghĩa sâu xa trong kinh điển, khiến nhiều người do đó mà sai lầm theo ông. Vào năm Tân Sửu, thuộc niên hiệu Thuận Trị, ông bỗng nhiên vì chuyện của người khác mà phải bị bắt giam vào ngục, cuối cùng lại bị xử tội tử hình, bêu thay giữa chợ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.